Xin chào các bạn nha, xin chào các bạn đến kênh khách chép miệng của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách làm cái chợ cái bông và lên làm cành như thế này. Đây là 5 bông, đây là 3 bông. Clip sau mình sẽ hướng dẫn cách chấm lên cái bàn. Clip này mình sẽ làm hướng dẫn lại cách làm sao để lắp cái bông lên cành thôi. Thì cái bông lan nó như thế này. Hãy dùng cương, bạn dùng nhựa hồng vẫn được. Cánh cúc này mình xỏ là 6 cái nha các bạn. Và cánh cong to và cánh chuồng, bạn xỏ cánh cong, cánh chuồng gì đó để sáng to. Kim xay xong thì cái bông như thế này đây. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lên cành nha. Bạn cắt bỏ cái thằng đầu đi, bỏ đoạn thôi. Bạn lấy cái nụ, vô sách xin cho bắn lại. Sáu nụ thôi, các bạn muốn nó quấn nhiều nụ cũng được để các bạn làm. Sau khi mình quấn làm cái nụ xong, chắc là nó chắc là không bị lung lay cái bông. Vừa quán vừa siết ta, vừa kéo chúng ta đã kéo. Ta sẽ chọn hai bông loại một. Để làm xong với cái bông đầu tiên. Chúng ta quấn.
nước rồi cắt bỏ đi. Chỉ làm 3 bông như thế này thôi nha. Thì hai tàng làm ra 2 tàng thì đó, tàng thế giới là 5 bông, tàng trên là 3 bông. Đây, đây là 5 bông. Thì cách 5 bông làm trang vậy thì các bạn 2 bông 2 bông. Các bạn có thắc mắc gì cứ comment thế giới mình sẽ đáp cho các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, nhớ đăng ký kênh và bấm tôi theo dõi để những clip tiếp theo mình ra các bạn sẽ nhận thông báo sớm nhất. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào.